Ngoài tiêu cục có mấy thằng trông có vẻ yêu hội họa, người toàn mực xanh lét, cứ đứng chiếu tướng vào bên này. Không biết có việc gì không. Em cũng định chiến đấu rồi đấy nhưng mà chưa có lệnh của anh nên. Đấy, nó cứ soi cho bên này đấy. Anh đi đâu đấy? Thằng kia đưa cái đấy đây. Dạ. Đưa đây. Anh làm gì đấy? Úi dồi, mày hỏi lắm lúc phát. Là mày à? Ôi, là nó anh. Để em gọi mấy thằng trẻ con nhá. Ê, này, này. Lấy ngoài đây, nhanh nhanh nhanh. Chúng mày muốn gì? Đứng đâu rồi, đứng đâu. Vẫn còn luôn à? Cứ nhìn tao là được. Cái đấy. Đấy, đấy. Anh! Đấy. Bọn em tìm anh mãi anh ạ. Sao anh không gọi gì cho bọn em cả? Anh! U là chơi! Người nhà! Ừ. Kia. Vào trong nói chuyện. Anh các bạn sao kìa? Mấy anh em uống gì kìa? Vậy. Anh chơi răng con gì to cho em. Mấy anh em uống gì thằng này trả tiền nhá. Sao thoải mái đấy. Anh em làm tí nước có ga nhở. Cút. Anh yên tâm, bọn em tóm thằng Vĩnh rồi. Những gì nó đã gây ra cho anh không bao giờ bọn em quên. Sau khi anh đi, anh em tan tác hết anh ạ. 2 năm nay em với Nghĩa mới tập hợp lại. Bọn em muốn anh về với bọn em. Điên à? Trẻ con đi ra. Biết cái gì? Biết sao? Đi ra. Xem với. Có biết cái gì mà xem. Chúng mày đi đi. Tình cảm của chúng mày, anh cảm ơn. Anh không còn là thằng Khải mà chúng mày biết nữa. Thằng Khải đấy đã chết ngay sau khi ra tù rồi. Chuyện đấy có phải lỗi của anh đâu. Mà em thấy cái thằng đấy nó bị như thế là cũng đáng cơ. Anh làm như thế đúng anh ạ. Anh ơi, anh em bọn em lúc nào cũng ủng hộ anh. Anh đừng vì mấy cái chuyện như thế mà dằn vặt. Giờ anh chị ạ. Mù à? Toàn anh như chị đâu đâu. Anh mù đấy. Khiếp, nách chua thế. Bọn em không đi được. Biết anh ở đây rồi mà anh lại không đi cùng với bọn em. Thì từ giờ bọn em sẽ coi đây là nhà. Anh em mình sống chết còn nhau mà anh. Anh không muốn bất kỳ đứa nào phải chết vì anh cả. Anh cũng sẽ không chết vì bất kỳ đứa nào. Chúng mày thấy đấy, giờ không phải chỉ một mình anh. Cuộc đời của anh ấy, thế quái nào cũng được. Nhưng còn cái Vân, việc chúng mày xuất hiện sẽ khiến cho nó không quên được quá khứ. Đi đi. Coi như anh đã chết rồi. Còn nếu có gặp lại cũng coi như là không quen biết. Vợ. Bọn em đi. Nhưng mà bất cứ khi nào anh cần, bọn em sẽ có mặt. Tiếp theo thì thế nào anh? Bọn đàn em cũng đã mò ra nó rồi. Vâng ạ. Em theo dấu bọn nó mới tìm ra thằng Khải. Bọn nó mới gặp được nhau thôi ạ. Hay là em xử đẹp chúng nó,
trước khi thằng Trọng, thằng Nghĩa kịp trở tay ạ. Tao muốn chúng nó sống không bằng chết, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, suốt ngày lo âu nơm nớp, để nó thấy sự đau đớn khi nó mất đứa con trai duy nhất. Phải đau đớn gấp ngàn lần tao mới thỏa.